Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đam mê Xanh để tiếp tục chia sẻ những cái đam mê về cỏ, cây, hoa, lá. Trong mấy cái ngày vừa rồi thì chúng ta được nghỉ khá là dài ngày. Rất là nhiều người đã đi đến các cái điểm du lịch tấp nập, rất là đông người. Nhưng trong số đó thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái bạn là không đi đâu cả mà ở nhà hoặc là tìm đến những cái nơi vắng vẻ để thưởng thức những cái phút giây yên tĩnh hiếm có. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút cái khoảng thời gian trong những cái ngày nghỉ ấy, là trở về với cánh đồng, với vườn cây, với ao cá để chúng ta cùng đi câu cá thư giãn nhé. Trước hết chúng ta sẽ đi ra cánh đồng để chúng ta đi bắt mồi, bắt con châu chấu làm mồi ấy các bạn. Nếu mà bạn nào đã từng đi câu rồi chúng ta sẽ thấy là để đi câu thì chúng ta sẽ cần có mồi. Và mồi câu cá thì cũng có rất là nhiều. Hiện tại thì với những cái bạn câu chuyên nghiệp thì người ta thường mua những cái mồi câu có sẵn. Nhưng mà ở chỗ mình ấy thì có thể câu bằng con châu chấu này, có thể lấy ốc làm mồi này, hoặc là có thể đào giun vân vân. Nhưng mà hôm nay cái cánh đồng nhà mình đang vào cái vụ rất là đẹp. Những bông lúa chín vàng và đi bắt châu chấu nhé các bạn. Đây là những con châu chấu mà mình đã bắt được để chuẩn bị cho cái việc câu cá. Giới thiệu với các bạn, ở chỗ mình ấy có cái chỗ câu rất là lý tưởng. Hiện tại là chỗ này là một cái hồ rộng khoảng 2.000 mét, cũng khá là sâu, cá thì rất là nhiều. Và ngay bên cạnh đó là một cái ao nhỏ khoảng 200 mét thôi. Đấy, chúng ta có thể tùy chọn. Và đây là cái cách mà mình buộc cái móc câu và cái dây câu nhé. Các bạn nào đã từng làm chưa? Sau khi đã có một cái cần câu đúng nghĩa thì chúng ta sẽ móc cái mồi vào để chúng ta câu. Ở phía cái ao nhỏ này thì khó câu. Hồ lớn nha các bạn. Cắt xoài thôi. Đây mình đi. Đó, bên kia là móc ở bên ngoài chứ không phải móc bên trong đâu. Đây là nó chạy qua nó móc thôi. Ăn xoài à? Xoài à? Cắm đầu nó rồi. Nem. Cái dây em đợi chưa? Một đặt đưa mê.
Cả cái anh đó nó thả xuống đi. Rồi. Một cần câu, vài con cá với cánh đồng và không khí trong lành đã có thể tiếp thêm năng lượng để chúng ta bước vào những cái ngày làm việc tiếp theo. Chúc các bạn luôn luôn may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.